Pháp rằng người trí trì giới lên tu tập tâm và tệ, nhiên tâm và thận trọng tùy theo pháp trần. Tất nhiên là người trí tuệ mình dùng giới luật mình tu tập, mình tập trong đây là tập tu tập tâm và tệ. Tâm mình là tập định vô lầu cái niềm tỉnh giác, nhiên tâm là mình thận trọng tùy theo pháp trần, là nhiên tâm mình tu tập giới luật mình sống giới luật thì mình sẽ thoát trần, là không còn trần thế gian, là trong ngoài của mình làm tâm của mình, giống như mình giữ gìn giữ luật năm giới đạo đức nhân bản nhân quả trên này. Tôi nói thường thường là giới luật thống cao là không có ác pháp nào trong ngoài, không có ác pháp nào ở ngoài chứ trong ngoài. Người trí trì giới luật, người trí ở đây là trì giới luật, là trí là người ta hiểu biết trong cái giới luật về dạy đạo đức, trong giới luật về dạy giúp cho con người thoát khổ, giống như là nghe rồi cái mình tin, mình hiểu con đường chánh pháp là Phật dạy, mình tự lực tâm thắp trước tinh thần đi ra bằng giới luật, đó là người trí. Còn người không trí mang nam, người không trí họ trì theo họ sống theo giới luật, họ sống pháp tà tưởng trì giới luật, kêu là tu tập tâm và tệ, là tu tập những cái trên phước chọn thành quả tâm pháp. Thì trí tuệ của mình là sáng suốt, nhiên tâm và thận trọng. Thì mỗi cái này mình nhiên tâm ở trên bốn chỗ này khắc phục, và mình thận trọng khi mình và mọi người tất cả đều thận trọng tùy theo ấy thoát ra. Ý tứ tinh thần thoát không dính bằng gì ai làm được.